Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi một game. Cái này là nâng cấp hả? Có vẻ nguyên liệu là kim cương màu xanh lá cây ha. Đây là nãy chỗ mình vô. Có vẻ đây là cái màn đầu tiên mà họ có thể cho mình chơi ha. Welcome to the backpacking shop. This is your backpack area. It's small now, but you can make it bigger. Fill it with bags and fill those with weapons and items. This is the shop area. Here you can buy bags, items and weapons to increase your power. This is your coin amount used to buy items. You can find more coins by killing enemies. This panel shows all your hero's offensive, defensive and utility statistics. It will also show relics that you will earn during your adventures. Once you are satisfied with your bags, items and weapons, you can use this button to continue your adventure. Có vẻ đây là mua cái trang bị gì đó à? Mua vũ khí hả? Story như gắn vô đây. Vậy là mình cũng hết tiền rồi. Ơ vô đây thì nó không cho. Vậy là sao vậy? Trời ơi, vũ khí là phải bỏ vô đây nha. Trời ơi, mình có tưởng là nó cho mình trên đó không à. Chơi kỳ vậy. Trời ơi, làm tốn tiền đi mua. Bó tài. Ủa, cái game này cũng tự auto mà đánh nè. Một cái đường nó quýnh hơi lâu à. Úi giờ. Chơi kỳ quá, bây giờ không có cái trang bị nào đựng cũng như không. Cái này nó cũng không có cho đổi đổi hướng lên hay xuống à, nó chỉ nằm ngang thôi. Cũng là làm khó mình. Ui, có con gì kìa. Trâu dữ vậy.
Đánh chậm quá nha. Có túi thì mày ra với mấy cái này cùi quá trời luôn à. À cái này là bán. Gắn vô đây mới xài được, bây giờ nó không có cho mình xài cũng như không. Lấy cái này đặt vô đây lại cho có vậy ta. À thì rồi là tốn 2 vậy. Thôi đi tiếp vậy. Vũ khí đánh quải quá nha, cái quờ kiếm mình thấy cũng không có ngon cho lắm hay sao. Làm gì đánh ngắn ngủn à. Đồ trang bị có cũng như không, không có cái nào đựng được đồ hết thì cũng đâu có xài được đâu. Ôi cho mình đi tiếp vậy. Không có máu gì. Giọng nó ông bán cái túi này gắn lên xài đỡ rồi chứ. Kiếm này hoại quá. Ơi không có xài được cái gì hết á. Nhìn không có máu luôn. Cái này không có hồi máu gì. Boss à.
boss ghê vậy, bắn còn ghê xuống máy nữa. Thôi ai cái gì mà đam mấy cái này như gãi ngứa rồi nó không xin nhê mấy. Ê ơi. Trời ơi, mình thấy nó gà toàn cái gì đâu không. Mình đi tiếp vậy không có tiền mua ha. Trời nghĩ sao vậy trời, nó chạy còn nhanh hơn mình á, đi nữa lướt còn không lại nó nữa, game mình làm khó nhau dữ vậy. Này không có đồ nâng cấp nữa chứ, không có một điểm nào để mà nâng cấp luôn á. Vũ khí thì quá cùi luôn, đánh quá thấp luôn, ngắn ngủn á. Này không có xoay được vũ khí ha. Như nâng cấp sao đánh sao là vậy luôn. Thôi mình đi tiếp hả? Hy vọng cung bắn ra hồn một tí. Ôi, mình thấy tầm xa là ok hơn. Vũ khí cận chiến dở ẹt cơ.
Rồi quái ra nhiều hơn cái khả năng mình bắn được. Trời ơi, cái gì đây? Túi hả? 4 ô à? Túi 3 ô. Đại đa 4 à? Hết tiền. Rune of Expansion. Rồi, đi tiếp vậy. Trời, con gậy con ý xìu à. Lúc may mắn kiếm hộp mở rộng túi hết tiền gì tiếp vậy. Bây giờ vũ khí tầm xa nó mạnh chứ bây giờ quái đông rồi tầm xa như đồ chơi với tụi nó vậy. Không vỡ ra là cái gì vậy? Trời ơi, chưa gì nó ủi mình rồi, sao mà đánh đây? Hết tiền rồi. Ủi ghê vậy? Ủi không dừng luôn kìa. Đây đi bạn ơi. Đây đi bạn ơi. Ồ đỡ quá nha. Sao đứng hình rồi. Ghê, đam tăng 50%.
Ví dụ mình em bơm, ví dụ khi ném có thể năng xuyên với một, cho một vòng 10 giây, sát tối đa 3 lần. Holy Dam ở đây mình đâu có Holy Dam mình đâu, còn tăng máu nữa, có 50% gây phát nổ, em làm gì, cái này có vẻ là ngon nhất. Cái gì nữa đây? What? Đây đâu vậy? Ui, gì vậy? Ghê vậy? Game này căng nhỉ. Ồ, quái đông quá nha. Ôi, có con phù thủy đánh nó biết bắn ra nữa mới ghê chứ. Sao đánh nổi đây trời. Không cho mở ở đây sao mà đánh nổi đây. Hết tiền luôn rồi, sao đánh nổi đi trời, nó mạnh quá mà. Bây giờ máu rồi, nãy giờ không cho bình nào. Giờ mới có bình máu đầu tiên. Cái này khuyết điểm là lâu lâu nó lắc 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 giật 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 giật. Game này giống như là khuyến khích mình phải chơi nhiều, cày nhiều, may ra đánh nổi. Cái tình hình thấy rất là tình hình. Quái mạnh quá, mạnh nó ồn ảo tung chảo luôn á. Già đâu ta, đây nè. Lâu lâu nó lắc mà nhảm luôn á. Sao mà đi tiếp đây? Coi như má túi bà nó rồi. Ngoài đây nó không cho mở. Như chỉ mở ở đây với khi nâng cấp bằng cái kim cương bên ngoài nó mới cho mở, còn lại không đây đứng hình luôn rồi. Hết tiền rồi nha. Mình sẽ đi tiếp vậy. Ý á, ôi ẩu rồi bậy rồi đó. Không giáp. Giáp chứ mình đâu có cái gì đâu mà đánh ta, cộng 3 xuyên.
Ê, không đủ tiền. Chán vậy. Lóc về tạm à. Ui, hồi đà máu. Ngon. Cười ra quýnh dỗ mình cái này. Này gì đây? Gương báo. Nắc quá. Vàng không hả? Ê, bị kẹt rồi. Nhưng kẹt gốc lắc rồi. Nhảm thiệt chứ. Ô bot. Có khả năng biến hình nha. Chưa đủ tiền mua nữa. Vôi đam cái kiểu à. Đúng ghê vậy. Ôi trời, nó đốt lửa rồi. Có máu không? Có máu không? Máu không bà con ơi, không có máu thì chết luôn. Leo Alex. Ôi nó biến hình xuống đây luôn mới ghê chứ. Hình quá. Vừa đủ đài. Không, mình tèo luôn rồi. Nó toàn cái gì đâu không vậy? Get hit tăng ammo. Holy Dam tăng 50%. Tiếp tục tăng xuyên nữa. Thửa hả? Vẽ nó cho đi đến khi nào mình tèo thì thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời, hết máu rồi, vô đây gặp con chùm nữa chứ, khổ vậy. Không đánh thì quái càng ngày càng ra, càng nhiều, mình lại đai. Chán thiệt. Còn có 10 máu rồi, không trụ được lâu. Hên quá. Hên quá đi. Cái này đánh cận chiến là hơi tèo. Chỉ có phóng phi, phóng phi tiêu từ xa may ra không là tèo luôn. Rồi đây là hết bản demo rồi nha. Thật là thú vị mà. Tìm được First Titan. Linh hồn Titan. Sử dụng nó để nâng cấp. Once you pick an upgrade, you can find its details here. Ây, mấy cái này upgrade nè. Disable in, on demo mới ghê. Tăng Hellfire level rồi đi qua rồi phân thưởng tăng đát rồi tăng hồi sinh. Mở thêm offer được phải mua thêm nhiều các kiểu không. Tóm lại game này ồ có mở nhân vật mới nha. Nhưng một số cái không có cho mình trong đây nha. Disable nằm rồi, có mình nghĩ là có nhân vật mới nhiều không. Ồ, Last Necromancer gọi chịu hồn. Rồi, coi như game này mình chơi tới đây là hết rồi. Họ cũng cho chơi một màn à. Thôi, đôi tới đây hết ha. Cảm ơn mọi người đã xem video ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Chào mọi người nha.